Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Bác đi hay là bi đát. Một lần nữa thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tỏ cái sự mà cầu cạnh nịnh bợ Trung Cộng một cách lộ liễu khi họ cho đài truyền hình tuyên truyền văn hóa của nước Tàu một cách trắng trợn. Đài VTV đã phát chương trình Tư tưởng triết học của Mao Trạch Đông trong chương trình Những tấm gương bình dị mà cao quý tại Đài Hí viện Hà Nội, dưới sự chứng kiến của trưởng ban tuyên giáo Trung ương là Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Thông tin là Trương Minh Tuấn. Mao Trạch Đông đã nổi tiếng là tên diệt chủng tàn bạo. Với kỷ lục giết hơn 60 triệu người, thì Mao Trạch Đông đã qua mặt được Stalin và Hitler, và còn ghê gớm hơn hai tên tàn bạo khác tiếng này là hắn còn muốn kiểm soát tư tưởng của người ta. Tên đàn em Tàu Cộng là Việt Nam, chuyện gì nhất đều bắt chước theo chính sách diệt chủng của đàn anh Mao bằng cách là giết người ghê gớm và tìm đủ mọi cách chứng tỏ sự trung thành đời đời nhớ ơn Trung Quốc với 16 chữ vàng và 4 tốt. Không ai quên trước đây không lâu thì nhà nước đã cho các em thiếu nhi đón tiếp Tập Cận Bình với cái lá cờ có 6 ngôi sao, mà trong khi quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 5 ngôi sao. Lá cờ với 6 ngôi sao cũng đã từng xuất hiện trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Cộng sản Việt Nam trước đó. Và khi tường thuật chuyến viếng thăm Trung Cộng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó thì Tập Cận Bình và Việt Nam đã hứa là củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước và hai quốc gia dựa trên căn bản độc đảng, kiểm soát quốc hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội tư tưởng của Mao Trạch Đông. Vào giữa năm 2015 thì một chương trình của Đài truyền hình Việt Nam đã bị tạm ngưng phát sóng ngay sau số ra mắt vì minh họa thủ đô của Việt Nam là Hà Nội ở bên Tàu. Cũng năm ngoái trong chương trình Khát vọng đoàn tụ, cũng do Đài truyền hình VTV và Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức, thì một bài hát được xem như là bài quốc ca thứ hai của Tàu đã được mở trước và sau khi mà Chủ tịch Cộng sản Trương Tấn Sang phát biểu trước sự chứng kiến của nhiều ủy viên Bộ Chính trị Đảng của Việt Nam và khoảng 500 đại biểu thuộc giới lãnh đạo đảng. Những người chịu trách nhiệm còn tuyên bố một cách vô trách nhiệm là vào những thập niên anh em xã hội chủ nghĩa thì hát những cái bài mà quốc ca hay là những cái bài mà ca ngợi tổ quốc của Trung Quốc hay là Liên Xô là chuyện bình thường. Và nếu không cho là bình thường thì đổ lỗi cho sự nhầm lẫn, mà làm sao nhầm lẫn cho được khi Hồ Chí Minh thừa kế tư tưởng của Mao Trạch Đông. Thưa quý vị, cùng đón chào ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng nhớ cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam với bài thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, để cho thấy rằng dân tộc Việt Nam đã có tinh thần độc lập từ thế kỷ thứ 12. Đảng Cộng sản và những tên lãnh đạo không hề thấy nhục nhã khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, khi đứng trước 2.000 người trẻ tuổi có mặt ở tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trưa ngày 24 tháng 5, thì ông đã bất ngờ đọc hai câu thơ trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt khi nói về chủ quyền của Việt Nam, sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời. Vị Tổng thống của Hoa Kỳ đã viện dẫn như vậy và bày tỏ rằng, sau nhiều thế kỷ, vận mệnh của Việt Nam bị nhiều nước khác can thiệp, nhưng như một cây tre, tinh thần của người Việt luôn luôn bất khuất. Nhưng mà thật ra trong cái bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh đã đọc tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một sự láo khuyết trắng trợn, vì nội dung đã cũng nguyên văn của bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Đó chỉ là một ngày đánh dấu Việt Minh đã cướp chính quyền từ tay một chính phủ hợp pháp của một nước đã thu hồi độc lập. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam noi gương theo các bậc tiền nhân, quyết tâm bảo vệ Giang Sơn như lời dạy sông núi nước Nam, vua Nam ở, vằn vặt sách trời, chia xứ sở, giặc chữ cớ sao phạm đến đây, chúng mày nhất định sẽ tan vỡ. Cũng như lời đanh thép của vua Quang Trung nói với quân Tàu, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất toàn, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Thưa quý vị, ngày nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhu nhược, yếu hèn, chủ quyền trên biển đảo cũng không dám xác nhận và cũng không có dám tranh đấu để đòi lại như Phi Luật Tân, thì làm sao mà có việc dám chống giặc Tàu để giữ gìn độc lập cho nước nhà.
Còn cái gọi là con đường Bác đi rập khuôn theo tư tưởng của Mao Trạch Đông đã đi, do đó chính là con đường Bi Đát. Và nếu mà không có một cuộc cách mạng lật đổ chế độ Cộng sản, thì việc Hán hóa chỉ là vấn đề thời gian. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.